Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì việc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng so với đầu năm. Những người xây nhà mới đang có sự thay đổi trong lựa chọn vật liệu xây dựng. Các cơ sở sản xuất mua bán vật liệu xây dựng trang trí nội thất ở quận Ô Môn cho hay, việc sản xuất tiêu thụ mua bán kinh doanh những tháng đầu năm rất chậm, nhưng càng về cuối năm thì tình hình có khả quan hơn. Riêng về chọn lựa vật liệu có xu hướng thay đổi ở phân khúc xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đầu năm nay á, thì coi như đó là hơi chậm, nhưng mà cỡ khoảng hơi 3 tháng cuối năm này á, thì có tình hình hơi khởi sắc một chút. Công trình này kia thì hiện tại giờ đang xài cái gạch bóng rất là nhiều. Còn người dân á, của mình xài thì đa số đó là gạch 40, tây la vô. Mới trong từng khoảng quý 3 của năm 2023 này thôi. Họ nhu cầu là phải cao cấp, chứ không phải là kiểu như là nếu sạch là được. Tâm lý của họ thì họ nghĩ là họ lâu lâu mới cắt được nhà thì họ phải cho nó ok một chút, cho nó tương đối một chút, bền một chút. Chứ nếu không thì nó sẽ mau hư mau vỡ thì họ phải làm lại. Cuối năm nay thì công trình nó phát triển nhiều hơn. Hiện nay thì công trình mỗi một năm thì so với năm trước thì công trình năm nay là cao cấp nhiều hơn so với mỗi năm. Riêng trên địa bàn quận Ô Môn đến thời điểm này, Phòng Quản lý Đô thị quận cấp phép xây dựng hơn 90 trường hợp. Nhìn chung, các công trình xây dựng theo giấy phép đã được cấp. Quá trình thi công cũng đảm bảo về an toàn trong xây dựng. Hồ sơ là gửi cho Ủy ban quận để mà cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đó, thì có tăng so với ngay từ đầu năm. Thì việc cấp phép xây dựng đấy thì đảm bảo theo đúng cái quy trình, thủ tục hành chính, thời gian và đảm bảo về cái thủ tục về chỗ của phòng một cửa. Ngoài ra thì nó đảm bảo theo cái quy hoạch và đảm tuân thủ theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành về xây dựng. Xây nhà là chuyện hệ trọng của đời người. Việc thay đổi trong lựa chọn vật liệu xây dựng nhà ở riêng lẻ cho thấy người dân không chỉ chú trọng đến sự bền chắc mà còn quan tâm nhiều đến yếu tố thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình.